Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tối nay em lại tranh thủ lên một bộ dàn mini hàng bãi nội địa của Nhật với thương hiệu Đờ Nông, model DMD11. Đây là mặt trước của bộ dàn mini với chiều cao là khoảng 24, tổng chiều ngang khoảng 45. Làn chạy được các chức năng như là đĩa CD, có hai đường line in 1 và line in 2 ở phía sau, có radio FM AM, có cổng quang in, phía trên là cổng MD đang bị lỗi, không ấn được đĩa vào bên trong. Loa hai đường tiếng, loa check bằng giấy khoảng 5 cm. Vâng, loa bass được thiết kế với rốn loa khá là to. Mặt trước của loa còn khá đẹp, hầu như là chưa có vết. Loa còn đầy đủ ê căng. Đây em đang chạy và đấu vào cổng AUX nhé, AUX số 2. Ngoài ra có cổng AUX số 1 dùng jack 3.5 ở phía trước, AUX 2 thì giờ cắm ở bên sau cổng hoa sen. Bên trên có vết chảy xước bằng sơn. Bảng đèn hiển thị vẫn rất là sáng. Vâng, phía trên vỏ của cục âm ly dàn do vận chuyển nên là bị vỡ, đã gắn lại nhé, vỡ ở phía nắp lưng thôi, đã gắn lại chắc chắn không ảnh hưởng đến chiếc âm. Loa thùng vân gỗ tuy nhỏ gọn nhưng rất chắc chắn. Phía sau của dàn Đờ Nông có model là MD11, công suất của loa là 25W một chiếc, trở kháng là 6 ohm, lỗ thông hơi thiết kế ở phía sau. Vâng, góc cạnh của loa còn chắc chắn,
không bong chóc bể nở. Hàng bãi nên là cũng không thể tránh được những vết xước do vận chuyển. Bên trong có quạt làm mát. Đây là AUX2. Ngoài ra có cổng AUX1 ở phía trước cắm rắc 3.5. Dàn chạy điện 100V, công suất là 43W, công suất âm ni. Phía dưới có cổng quang in. Là AUX. Cầu bắt loa ở phía dưới. Vâng, nhìn qua lỗ thông hơi ở phía sau cũng nhìn thấy loa bát nhé. Loa bát đó là từ kép cho chất âm rất hay. Bác nào chơi đờ lông rồi thì cũng biết đờ lông thì luôn được đánh giá cao. Loa từ kép tiếng bát đánh rất hay các bác nhé, so với những dòng loa mini. Và em test qua các chức năng của âm ly ra. Volume to nhỏ. Chế độ định sẵn. Và khi mở lớn lên thì nghe thấy nó khác biệt rõ ràng nhé. Đây em mở nhỏ nên là nghe nó chưa rõ ràng bằng mở lớn. Có chế độ tăng bass, kick bass, vẫn là đây để tăng bass. Bắt on là lên bắt khỏe. Lách bài CD hoặc là dò đài. BD, CD, tuner. Bắn vào đây để nghe radio này. AUX. Chuyển sang AUX này. AUX 1 này. AUX 1 phải cắm phía trước thì nó hát nhé. Bắn tiếp AUX2 này, phía sau này. Ngoài ra có cái núm input input level này, có thể chỉnh to nhỏ được. Cũng chỉnh to nhỏ được. Cắm phone. Nhận đĩa 14 bài. Thank you.
qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. FM vẫn bắt tốt các bác nhé. Bác về cắm dây anten vào ở phía sau là bắt được đài. Đĩa MD không hoạt động nên em không test MD. Cái phần đèn tia này, đèn tia của ấm đi dàn này có lúc nó nháy, hiện tại nó không nháy nhá, nhưng có lúc nó vẫn nháy bình thường, có lúc vẫn đánh bình thường nhá, giờ thì không nháy, coi như là không nháy. Bằng đỡ lồng nghe chất âm khá hay. Bạn nào thấy được thì liên hệ qua số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Giá bán ở trên bài và chưa bao gồm phí ship. Các bác mua có thể đặt cọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.